Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Tạ khai phá ga năm, bị toàn cầu chủ trì truy sát, tô ngôn xuyên qua thế giới song song. Ở thế giới này ngành công nghiệp trò chơi còn dừng lại ở sơ cấp nhất sung tiền, tiếp nhiệm vụ, đánh quái, thu được tân thủ đao nhỏ. Nhưng mà, đối với trò chơi tô ngôn dốt đặt cán mai. Cũng may lúc này, thần cấp trò chơi hệ thống kích hoạt, chỉ cần đạt được cảm xúc giá trị là có thể được khen thưởng. Nghĩ tới đây, Tô Ngôn lập tức khai phá GTA5. So với hiện tại đơn cơ vô hạn, sáu lộ cấp thấp trò chơi thị trường, độ tự do 100%, vẫn là VR thực cảnh ga năm, đối với trước mắt trò chơi thị trường không thể nghi ngờ là hạ duy đã kích. Một khi phát ra, trong nháy mắt hỏa biến toàn cầu. Tiểu Đoàn Đoàn. Đây mẹ nó là trò chơi. Đúng là thế giới thứ hai. Chị Chu. Tào. Lão nương tuyên bố Trò chơi trước kia đều là trai. GTA 5 là EEJS. Đại mã hầu. Bảy khỉ của cậu, cái này mẹ nó qua cửa A, thôi giờ, cạt cạt, trò chơi này vậy mà còn có đứng phố nữ. Cái này động trác có thể bỏ qua sao? Ngốc mùi. Chờ một chút, ta ấn đến cái gì, vậy mà có thể nổi trên mặt nước còn có thể triệu hoáng xe tăng. Mạng tiểu thuyết Phi Lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Khai phát hệ thống Kim thủ chỉ cuối cùng đã tới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 02 GTA 5 Đi thôi. Lão thôi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác chương ba ta đây là tại cướp ngân hàng bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương ba ta đây là ở cướp ngân hàng bước vào trò chơi và bắt đầu là một cảnh quan thành phố lớn nhìn cảnh tượng thành phố to lớn trước mặt mình thần sắc vốn nhàm chán của chị chu sửng sốt thật khó tin một studio nhỏ có thực lực như vậy thành phố này có gì đó lúc gật đầu bình luận thân thể chị Chu bị lực đạo kéo lại. Trước mắt chợt lóe, cảnh tượng trước mặt chị Chu từ thành phố vừa rồi biến thành một đại sảnh kín mít. Đây là súng ư? Nhìn súng trong tay mình, chị Chu ngược lại không có quá ngoài ý muốn, dù sao từ biểu tượng nhìn lên trò chơi này chính là bối cảnh hiện đại, có súng cũng bình thường. Chỉ là tại sao mình lại cầm súng trong đại sảnh? Tạch tạch tạch. Bảo trì an tĩnh, chúng ta chỉ cần tiền, không đã thương người, chỉ cần phối hợp. Cả người chị Chu Tê dại, mẹ nó, tôi đang cướp ngân hàng. Nhìn trước mặt đầu đội mũ trùm đầu đen, cầm súng hướng một đám tráng hán trống to, cả người chị Chu cũng bắt đầu tê dại. Bất quá may mắn còn có lý trí biết đây là một trò chơi, Chu Tỷ không có làm ra phản ứng quá lớn, chỉ là nội tâm điên cuồng hò hét, mẹ nó, trò chơi này, trực tiếp bắt đầu bạo kích. Kích thích như vậy sao? Vừa hò hét đồng thời chu tỷ cũng đang suy đoán mình nên làm cái gì, bình thường mà nói hiện tại không phải nên đến cá nhân dạy dỗ mình một chút sao. Đang lúc chị chu suy đoán, quả nhiên, sau lưng chị chu đi ra một người tên Michael. Anh đang làm gì vậy, đi theo tôi. Nhanh lên, lát nữa cảnh sát tới. Nghe nói như thế, chị chu ngay ra một chút, đoán được đây chính là người mới chỉ đạo, phương thức chỉ đạo này ngược lại rất đặc biệt. Trực tiếp để cho cả người tiến vào nội dung vở kịch không phản bác, chị chu ngoan ngoãn đi theo sau người tên Michael này. Về phần tiểu bố vừa rồi nổ súng thì ở trong đại sảnh canh giữ một đám con tin. đi theo mát vào phía sau ngân hàng. nhanh, dẫn bọn họ vào phòng nhỏ bên cạnh, đừng để bọn họ ảnh hưởng đến chúng ta. chị chu biết lời này là nói với mình, nhưng vấn đề là mình nên làm gì bây giờ. này mẹ nó, ba người, ta làm sao mang bọn họ vào phòng? thế nào, nổ súng đe dọa sao? nhìn chu tỷ không có động tác, mai cờ nhìn không được thúc giục. Ngươi đang làm cái gì, còn không mau lên. Nghe vậy, chu tỷ chỉ có thể kiên trì chuẩn bị dùng súng uy hiếp bọn họ, vốn tưởng rằng muốn cùng bên ngoài cái kia vải nhỏ đồng dạng nổ súng uy hiếp một chút, nhưng là không nghĩ tới hồng súng vừa mới đối với bọn họ ba người liền chính mình hướng phía sau gian phòng đi rồi. Chu tỷ phát sóng trực tiếp vô số trò chơi, đấu súng trò chơi cũng có rất nhiều, nhưng là hắn phải thừa nhận, cái này mấy thanh cho hắn yêu quả thật cùng bên ngoài những kia yêu diễm đê tiện không giống nhau. Này mẹ nó, cái gì cũng không làm chu tỷ cũng cảm giác mình yết hầu có chút phát khô, thật giống như mình thật sự ở trong ngân hàng cướp ngân hàng đồng dạng. Không đợi từ trong căng thẳng của mình giảm bớt, Michael vừa rồi lại động đậy. Nhanh, đem nó lắp vào, chúng ta chuẩn bị bắt đầu. C4 Cái này Chị Chu có thể nói mình không biết sao. Người mẹ nó chỉ là một trò chơi, có cần chân thật như vậy hay không? Nhìn đường nét C4 dày đặt trong tay mình, chị Chu có thể nói gì đây? Không phải chỉ có thể nói mấy trò chơi này thật mẹ nó chân thật sao? Không đơn thuần là Chu Tỷ cảm thấy trò chơi này chân thật, truyền hình trực tiếp gian, một đám người cũng cảm thấy trò chơi này rất chân thật. Nhiều năm xem truyền hình trực tiếp, cho dù là một trò chơi tiểu bạch cuối cùng cũng phải biến thành một lão bánh quẩy, thế nhưng chính là đám lão bánh quẩy này sau khi nhìn hai mắt cũng cảm thấy trò chơi này rất chân thật. Cái loại này chân thật hình ảnh cảm xúc, cái loại kia con tin hoảng sợ biểu tình, còn có nữ nhân bởi vì sợ hãi cả người run rẩy thân thể. Hết thảy hết thảy nhìn qua đều không giống cái trò chơi, thật giống như là một bộ phim tài liệu, ghi chép chính là tội phạm chu tỷ cướp ngân hàng kinh nghiệm. Không biết mình đột nhiên thành cái tội phạm, chu tỷ đang mai cờ dạy dỗ hạ lắp đặt C4. Trước lắp đặt. Tự động vị trí. Trốn. Thật không biết vì sao ngươi đột nhiên ngu xuẩn như vậy. Lời này vừa nói ra, chị Chu vừa mới lắp đặt thành công C4 vẽ mặt kinh hỷ sửng sốt. Không hiểu, Chu tỷ cảm giác giống như chính mình thật sự thành một cái tội phạm, sau đó quên đi kỹ năng của mình, trước mặt cái này gọi mai cờ người hình như là một người thật. Hắn thật sự đang nghi hoặc chính mình vì cái gì đột nhiên trở nên ngu xuẩn như vậy. Ngất ngẩn làm gì? Khởi động nhanh lên không có thời gian sững sờ, nghe được cái này giận dữ mắng mỏ, chị Chu đem điện thoại di động bên hông mình lấy ra, như thế nào khởi động C4 vừa rồi Michael nói qua. Cái điện thoại di động này ngược lại cũng đơn giản, trên giao diện chỉ có một cái C4 tiêu chí, nhấn vào chính là nổ tung hai chữ, Chu tỷ tự nhiên là lựa chọn nổ tung. Phanh To lớn oanh kích để cho Chu tỷ cả người đều chấn động, thật giống như đột nhiên có người dùng búa đập một cái đầu của mình cả người đầu óc trực tiếp có chút choáng váng. Mau vào đi, không nên chậm trễ thời gian. Chị Chu lắc lắc cái đầu choáng váng của mình, dưới chân giống như dẫm lên bông gòn đi vào kho bạc bị nổ tung. Sử Nguyên, Hoàng Kim, anh cách bản. Nhanh lên, giả bộ đi. Ngươi phát ngốc cái gì? Nhận lấy túi mai cờ đưa tới, trên tay chị Chu thậm chí có chút đổ mồ hôi, một bên chứa Sử Nguyên, trong lòng chị Chu một bên có một loại cảm giác kích thích mãnh liệt, thật giống như lúc này chị thật sự đang cướp ngân hàng có trời mới biết chị chu thân là một công dân tốt sao lại có cảm giác kích thích không đề cập tới nhân tố bên ngoài động tác của chị chu dần dần khôi phục lại dần dần trở nên lưu loát sau đó hai người rất nhanh đã đổ đầy mấy cái túi đen sau đó liền mang theo túi đen đi ra kho bạc vừa mới ra khỏi kho bạc biến cố đột nhiên phát sinh a à, bỏ súng xuống nếu không ta sẽ giết hắn nhanh lên cảnh vệ các ngươi một ngày đụng phải nhiều người như vậy, không thể quên chút gì sao. Câm miệng, nhanh lên, bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ giết hắn. Nhìn Michael đột nhiên bị kéo mũ trùm đầu, còn có cảnh vệ bên cạnh dùng súng bắt cóc hắn, cả người chị Chu trực tiếp sững sờ tại chỗ. Này mẹ nó, tình huống gì? Làm sao bây giờ? Bắn và giết lính gác nhìn trước mắt mình hiện lên tin tức, Chu tỉ trong miệng phát khổ ta mẹ nó chỉ là cái trò chơi chủ trì, không phải cái gì thiện xạ, này mẹ nó ta làm sao làm được. Đang lúc chu tỷ nhân đều nứt ra, hệ thống lại phát ra nhắc nhở. Tập trung chú ý sử dụng kỹ năng, kỹ năng. Có chút da đầu tê dại, nhưng hiện tại cũng không thể cái gì cũng không làm, chị chu đành phải kiên trì dựa theo hệ thống nói làm. Trong nháy mắt, giống như thời gian đột nhiên biến chậm, lại giống như mình đột nhiên xuyên qua đến thời không khác tất cả mọi thứ đều bịt kín một tầng màu sắc mờ mịt. Nâng súng lên, xuyên thấu qua kính ngắm chị Chu có thể nhìn thấy thần sắc giữ tận điên cuồng trên mặt cảnh vệ. Trong lòng rung lên, nhưng vẫn cắn răng nổ súng. Phanh. A, à, tạ đặt pháp khắc. Ta thiếu chút nữa bị ngươi đánh trúng. a à, nhìn thoát khốn mai cờ, chu tỷ không nói gì, có trời mới biết vừa rồi cái kia mô phỏng một màn đối với hắn tạo thành bao nhiêu trùng kích thân là thâm niên chủ trì chu tỷ lúc này có thể khẳng định, cái này mẹ nó, cái này mấy cái trò chơi độ chân thực khẳng định không chỉ 80%. Không đơn thuần là chị chu, trong phòng phát sóng trực tiếp một đám điểu ti cũng có thể khẳng định độ chân thật của trò chơi này không chỉ 80%. Ta mẹ nó, này một thương, người đều cho ta dọa choáng váng này tiếng súng cũng quá mẹ nó mô phỏng. Tôi đồng ý, lần này được rồi, lại phải thay quần trên lầu có gì đó không ổn. Phục phục rồi. Này mẹ nó tiếng súng quá thật, lỗ tai đều chấn đến tê dại. Chương không bốn. Đại ca, và ngươi, đừng gọi ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương không năm. Cảnh phỉ đua xe. Xe thần lão mạch. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 06 Lão thôi đi. Mai cờ tang lễ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác. Chương 7 Franklin cùng kéo mã. Trộm xe. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác chương không tám trộm xe nhiệm vụ còn muốn mang đến cảnh sát bắt cướp bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi vui lòng thử máy dịch khác chương không tám trộm xe nhiệm vụ còn muốn mang đến cảnh sát bắt cướp tung bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi vui lòng thử máy dịch khác chương không chín mở đến khe nước còn có thể động cái này đều được bạn đang nghe tại truyện chấm audio máy dịch này đang gặp lỗi vui lòng thử máy dịch khác